chào các bạn đã đến video của mình là thầy Phong Hai Nốt. Và hôm nay mình sẽ reaction Kim luôn, là chia sẻ hướng dẫn cho các bạn cái cách hát bài hát Về Đây Nhé, được sự trình bày của Bùi Anh Tuấn. À, bài này cao tới nóc, lên tới đô thăng năm. Đó, mà nó treo liên tục luôn, đô thăng năm si, đô thăng năm đô si, đô thăng năm đô si. Nó vậy đó, cái bài nó kinh khủng như vậy đó. Nhưng mà mình sẽ hướng, mình reaction ra, mình sẽ nói những điểm hay và cái cách hát được cái bài này với cái độ cao khủng khiếp này. Ok rồi, các chúng ta cùng nhau nghe cái bài hát này nha các bạn. Ok, vô. Đẹp trai ha. Hot boy, hot boy. Cái tóc này đúng hot boy. Ngồi lại bên nhau, teo 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 teo. Ê ê, cất cái máy tính. Ngồi lại bên nhau, ta 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 ta. Để lấy cái lời coi, mất cái lời rồi. Ok ha, coi cái lời cho nó nhớ, không có nhớ được lời bài này. Ok, vô. Tiếp là Bùi Anh Tuấn đã lên tới cái đoạn này. Đô si la la. Đây rất là cao ha các bạn ha, đô năm thăng năm. Đây là cái nốt mà phải, đó là cái nốt giới hạn của Bùi Anh Tuấn rồi đó, có thể Bùi Anh Tuấn có thể lên nữa nhưng mà thường thường là lên là phần lớn nó sẽ bị rất là yếu, nó bị dễ bị vỡ. Thì cái nốt này là cái nốt giới hạn của thường thường là tenor siêu cao rồi. Đó là đô năm, đô thăng năm hoặc là rê đó, nên cái bài này nó là cái bài mà nghe cũng thấy mệt nữa. Nghe rất là mệt, nghe rất là cao, mình hát không nổi đâu, ngày xưa giọng mình ngày xưa hát không nổi đâu. Nghe tiếp nha mọi người, nghe đồn là cái đoạn sau nó còn ghê gớm hơn nữa. Thank you.
hay của Bộ Anh Tuấn á, là cái không chỉ là giọng hát, giọng hát thì quá ngọt rồi đúng không các bạn, quá tình cảm mà không còn gì để chê cho ai nữa, đúng không? Cái hay là cái sự dễ thương của chàng trai này ở trên sân khấu, cái duyên á, cái duyên ở trên sân khấu rất là rụt rè, rất là dễ thương mà cũng rất là chân thành ha, chân thành, cảm thấy chàng trai rất là chân thành, hot boy trong lòng nhiều những cô gái. Rồi thì bài này là một bài rất là cao, nó lên tới đùa đùa chút xíu là đã lên tới la rồi ha, đùa đùa chút xíu đã lên tới la 4 rồi. Rồi còn nếu mà các bạn mà chịu khó chút xíu là nó sẽ tới đô thăng năm đấy chứ không phải dạng vừa đâu đó, nên nó sẽ một bài rất là khó nhập đô thăng năm đấy. Rồi đoạn đầu ha, nghe thử đoạn đầu. Đúng tâm luôn. Ủa sao bên đây Bùi Tinh Tuấn ở trong đây là ra tông tông gốc là tông si trưởng mà trong điện khi mà Bùi Anh Tuấn hát là la thứ à, la trưởng người nói bên sao kỳ ta, sao tông này la ha. Để mình xuống đi, để mình xuống la nha. Vậy là các bạn cho mình biết xem coi bài này cái bài này là Bùi Anh Tuấn hát tông đúng tông thu âm không nha. mình thấy là hình như là bài hát live này giảm nữa một tông luôn á. Về đây nhé, về đây vòng đây vòng. Đó là cái bài này là la trưởng, còn cái bài Bùi Anh Tuấn đang hát là la trưởng đó, còn cái bản gốc hình như là bản bản thu âm hình như là si trưởng. Ý cái này các bạn cho mình biết nha, cái này có giảm tâm hay không nha, nhưng mà không giảm tâm hay không giảm tâm thì nó cũng rất là cao, nó cao không thua gì đồ thằng chơi vậy đó. Mình ngày xưa mình hát cái la si là mình te tua rồi, mình không có thể nào mà đu được cái nốt này đâu. Quá dữ thôi nha. Ok, hát lại nè, vô nè. Bài này là bài đúng tâm của bài này là la trưởng, bài đang hát lại đó. Bài này khúc đầu cũng dễ hát rồi đúng không? Da 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 đi mùa đông dường như bắt đầu, ngồi lại bên nhau đây, ngồi lại bên anh như ngày xưa, em đã từng là muốn nỗi nhớ, từng là bao ước mơ. Da 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 da. Yeah, la 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 nè, la 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 la. Dễ giai điệu nó đi cái nào cái e nó không có bị khó nhớ. Rồi tiếp tục luôn nha. Ngồi lại bên nhau. Ồ cao ha. Từ đầu vô là âm thanh của bạn bắt đầu nó có cảm giác nó nhấc lên trên phần này nè. Nhấc lên trên cái phần này nè. Ngồi
ngồi lại bên nhau. Phần này nè, đó, nếu như các bạn không có cảm giác tốt hát cái phần vang ở phần mặt ở đây, đây phần này, thì các bạn sẽ rất là khó hát bài này. Bùi Anh Tuấn bẩm sinh luôn là có cái khoảng vang trên mặt cực kỳ tốt luôn đó, với lại hát voi cũng tốt nữa các bạn. Những cái đoạn mà Bùi Anh Tuấn hát gió đó là hát voi đấy, và Bùi Anh Tuấn có kỹ thuật mix cực kỳ tốt nên Bùi Anh Tuấn hát cân được. Nó là tài, một tài năng mà hát cao mà các bạn, thì nó là như vậy thôi. Tài năng hát cao nó như vậy, thì âm các bạn phải tập được cái âm thanh trên đây ha. Đây nè, mới vô đầu tiên luôn là phải hát âm thanh trên đó rồi, bởi vì cái nốt rất là cao. Về lại bên nhau khi mùa đông dường như bắt đầu, ngồi lại về về lại bên nhau khi mùa đông dường như bắt đầu, ngồi lại bên nhau khi mùa đông dường như bắt đầu, ngồi lại bên nhau như ngày xưa đã từng, từng là nỗi nhớ, từng là bao nước mắt. Mình không thuộc lời lắm nha, các bạn có thể cầm lời và hơ hơ theo. Cái việc tập thuộc giai điệu, thuộc lời là chuyện của các bạn. Mình chỉ hướng dẫn cho các bạn hát được cái kỹ thuật này. À, làm sao hát giống như thần tượng của mình, hát giống như ca sĩ mà mình thích đó, Bùi Anh Tuấn thôi. Về lại bên nhau, hát trên đây là nha. Về lại bên nhau, nhẹ nhàng thôi. Về lại bên nhau khi mùa đông dường như bắt, dường như bắt. Cái chữ bắt nó cao mà nhấc nhẹ lên chút xíu. Về lại bên nhau khi mùa đông dường như bắt đầu, bắt. Nó mới trên đây luôn à. Giọng cao quá, mới vô một cái là trên nóc nhà luôn. Về lại bên nhau khi mùa đông dường như bắt đầu, ngồi lại bên nhau khi lại bên anh như ngày xưa đã từng, từng là một nỗi nhớ, từng là bao nước mắt. Đó, âm thanh trên đây cực kỳ nhiều luôn. Rồi tiếp tục nghe nè, các bạn cảm nhận âm thanh của Bùi Anh Tuấn nha. Các bạn có nghe được không? Chuyện thế, chuyện mình qua đi. Âm trên đây không nè? Để ý nha, để ý kỹ, đang học thanh nhạc đó các bạn, chứ không phải reaction chơi chơi đâu ha. Chuyện tình qua đi khi thời gian dần phai mất rồi, chuyện tình qua đi khi thời gian dần phai mất rồi, chuyện tình tan vỡ khi em dần xa cuối trời đó. Ôi, nằm trên đây không mà nha, nghe lại đi, bắt cảm giác vô. Vì biết có những lúc ta lặng im, vì biết có những lúc ta lặng im. Khoảng vang Bùi Anh Tuấn hát phần lớn luôn là nó được chuyển, nó chuyển lên trên mặt là bởi vì hát những cái nốt cao. Bùi Anh Tuấn đưa những nốt cao thì nó lên nốt mặt thôi. Ok nha, các bạn cố gắng cảm giác được là hát được à, dễ lắm nha. Nói đầu tiên luôn là các bạn cảm nhận được cái cảm giác này nha. Về đây nhé, nhé. Về đây vẫn giữa luôn mong. Về đây với những dấu yêu còn mãi. Ở trên này không đúng không? Các bạn thấy không? Về đây nhé, về đây vẫn luôn mong. Về đây với những dấu yêu còn mãi. Em trên đây không mày, tôi đâu qua dưới đây không á. Mình có kết hợp bên dưới một chút thôi để cho cái âm nó dày. Cái đó mình nói sao chứ mình sao. Từ khi em cất bước đến phương
trời xa nơi nào. Là khi mùa đông dần sang nơi chốn đây, về đây về đây nhé, về đây về đây em vẫn riêng ai, về đây với anh lúc nào. Em mơ anh đã à, cái chỗ này cao nha. Về đây với nhau mà anh đã vẫn mơ. Đó, thì nó lên tới đô thăng năm. Mà nếu mà bạn Bùi Tuấn là kéo cái giọng chết lên căng ra, kéo vào đó là giọng thật của Bùi Anh Tuấn, đó là giọng bản năng của Bùi Anh Tuấn. Còn nếu cái này nó gọi câu chuyện, mình nói với bạn là câu chuyện hên xui ở chỗ là giọng của các bạn có cao được như Bùi Anh Tuấn để kéo giọng thật lên như vậy hay không. Nếu như mình không có thì thôi đi, mình hát giọng gọi là giọng giả đi, năm nay gọi là giọng kỹ thuật á, các bạn kết hợp lên. Mình là mình hát không được rồi đó. Mỗi lần mình kéo như vậy là mình te tua cái cổ họng mình luôn, bành sát cổ họng. Mà các bạn phải bảo vệ cái cổ họng mình hát, mà không bảo vệ cổ họng mình là đi luôn. Bắt buộc phải tập kỹ thuật vô thì nó sẽ kết hợp lên giọng mix trên đây và giọng ốc nè. Thì mình hát cho các bạn nghe, cái màu thì nó sẽ có bị khác một chút xíu đấy, nhưng mà cái âm thanh của bạn sẽ rất là đẹp. Nó đẹp, nó cân bằng, nó không có bị rớt âm thanh. Và nó sẽ hát tròn trịa cái bài. Và cái quan trọng cuối cùng là các bạn sẽ bảo vệ được cái cổ họng của bạn, xài lâu năm, xài hoài. Chứ không thôi hát được một lần là ra đi luôn. Thì lúc đó là cái sự nghiệp và cái ước mơ và cái đam mê được ca hát của mình nó theo cái bài này nó đi luôn. Nha các bạn nha, cẩn thận hư cái cổ họng. Ha, về đây mà mình sẽ hát lại ha. Cái kỹ thuật để hát được cái khúc này là sử dụng phần này với phần giọng ốc kết hợp nè. Về đây nhé. Về đây nhé. Về đây vòng tay vẫn luôn mong. Về đây với. Về đây với những dấu yêu còn mãi. Từ khi em cất bước đến phương trời xa nơi nào. Là khi mùa đông gần sang em trốn đây, nơi trốn đây. Về đây nhé, về đây vòng tay vẫn riêng anh. Đúng không? Về đây với riêng anh. Về đây với riêng anh. Không để âm thanh nó tụt xuống cổ nha. Hạn chế đi các bạn ơi. Thương cái cổ họng của mình. Đúng cái kỹ thuật thanh nhạc. Khi mà bạn đẳng cấp, thực sự bạn cực kỳ đẳng cấp rồi, bạn kéo cái giọng nó lên không sao hết. Lúc đó giọng của bạn cân bằng rồi. Còn chưa đẳng cấp thì khoan kéo cái giọng như vậy. Kéo cái giọng từ dương ngực lên cổ, nó đi qua cổ, nó vút nhẹ cái cổ ông cái là phọt máu, không phải dạng vừa đâu, khó lắm đây. Ok à, cổ họng mình bóng lét à các bạn. Các bạn đừng cho nó một cái lực quá nặng khi mà hát nha. Về vẫn về nè, về hát cái câu là khó nè. Về đây nhé, về đây vẫn riêng ai. Về đây với giấc mơ anh đã vẫn mơ. Đúng không? Mình hát đúng nốt là được rồi. Còn đẹp hay xấu từ từ mình tính sao. Câu chuyện đẹp hay xấu mình sẽ kéo chết lên sau, hay là mình sẽ làm giọng dậy giọng sau. Nhưng mà hát đúng nốt và thứ nó không bị phô á. Bị phô là không đúng cao độ đó các bạn, chứ không phải là bị phô là nó đẹp hay nó xấu. Bị phô trong kỹ thuật thanh nhạc là đúng cao độ. Ok. Rồi, các bạn phải hiểu cái từ phô ở đây nha. Về đây với riêng anh. Về đây với những giấc mơ anh đã vẫn mơ. Đã vẫn mơ ta vẫn bên nhau, rằng ta mãi bên nhau. Về nơi đây, về nơi đây tình yêu và anh vẫn mơ riêng em. Nó phải chuyển như vậy, nó phải chuyển được như vậy. Có thể cái màu nó hơi bị thiếu độ dày thì lúc đó mình cho nó hét vô nhiều một chút theo như thế này. Về đây nhé, về đây với riêng ai. Về đây với những giấc mơ anh vẫn, anh đã vẫn mơ. Ta vẫn mãi bên nhau, rằng ta mãi bên nhau. Về nơi đây tình yêu mà anh vẫn mơ. Riêng em, riêng em. Kéo chết lên. Ở nơi đây mà ta vẫn mơ riêng em. Cái đó tùy theo cái khả năng của các bạn thôi. Từ từ tập nó cũng được, nhưng mà cái quan trọng là hát không có hại cái cổ họng của mình.
hát đúng cao độ. Nếu mà các bạn học chuyên sâu về thanh nhạc đi, hát như vậy trước đi, rồi từ từ rồi chúng ta sẽ phát triển sau nha. Bài này rất là cao, tông nữ rồi chứ không phải còn là tông nam nữa ha. Nên mọi người cẩn thận, lời khuyên của mình, bảo vệ cái cổ họng của mình. Còn bấm thì các bạn có những bạn mình thấy trên video á, thấy các bạn cover hát cũng hát cao như vậy đó, thì bẩm sinh các bạn có hát voice rất là tốt rồi, hát voice rất là tốt rồi, kết hợp hát voice vô à, là ok rồi. Nghe lại nha, các bạn để ý. Chút cái chữ mãi mãi bên nhau, các bạn lấy đi lấy đàn các bạn đo nha. mình là dân kỹ thuật phòng thu, mình là dân âm nhạc, nên mình nghe mình phô là mình biết là hát phô nửa tông, phải phòng một đó là hát cái nốt đó, nó bởi vì gồng quá mà hát cái nốt nó không tới, chứ không phải là hát gồng quá. Cái bài này nè, mà nếu mà các bạn hát thử cái kỹ thuật này của mình ha, hát thử thì các bạn có thể nào tập được thì tập nha, cái này mình chia sẻ thôi nha. Nhẹ lại thôi, không có cần phải gồng đâu, đúng kỹ thuật là được rồi. Thực sự bài này nếu mà các bạn có kỹ thuật nó sẽ không quá cao, có kỹ thuật sẽ không quá cao, bởi vì nước ngoài nó còn nhiều cái bài cao hơn nữa, cao hơn rất là nhiều. Sigon nè, đó ví dụ như vậy. Nè, về đây nhé, nè nghe khai thử nha. Về đây nhé, về bên vòng tay vẫn luôn mong, về đây với những dấu yêu còn mãi, về đây với còn mãi, từ khi em cất bước đến phương trời xa nơi nào, là khi mùa đông dần sang đến chốn đây, về đây nhé, về đây vẫn riêng anh, về đây với những giấc mơ anh, về đây với những giấc mơ anh đã vẫn mơ ta mãi bên nhau, à, mơ ta mãi bên nhau rằng ta vẫn bên nhau. Nhẹ lại thôi để nó chạm lên cái khoảng vang nó dễ dàng nè, ví dụ nè khúc đó nha. Về đây nhé, về đây vẫn nói riêng ơi, về đây với những giấc mơ anh đã vẫn mơ, ta mãi bên nhau rằng ta mãi bên nhau, ta vẫn bên nhau, ta vẫn bên nhau lại nè, ta vẫn bên nhau rằng ta mãi bên nhau. Và nơi đây tình yêu và anh vẫn mơ riêng em. Đó, thử cách hát đó coi. Nó cũng vào âm thanh nó cũng nghe rất là dày, tại nó có hát vô trong đây đó. Đấy đó, thì có thể tập luyện thử xem, để xem cái sự tiến bộ của mình như thế nào. Đây là lời góp ý của mình về
thanh nhạc thôi, còn cái việc là giọng hát hay hoặc là kỹ thuật hay của Bùi Anh Tuấn thì mình không có nói tới, bởi vì rất là hay rồi. Ok, chúc các bạn sẽ vui vẻ và thành công với ca khúc Về Đây Nhé của Bùi Anh Tuấn. Bye bye. Cảm ơn mọi người đã xem video, nhớ đăng ký và like kênh của mình nhé.